đấy, định ngay mà cái game nào loát CPU này nó cũng phải nút chọn. Nhưng các bạn yên tâm nhé, bởi vì cái quá trình loát này nó chỉ diễn ra một lần thôi, nó lần đầu tiên các bạn loát thôi, còn những lần sau ấy thì nó sẽ không loát như thế này nữa, không loát lâu như thế này nữa, khá là nặng. Game này chắc là đồ họa cũng đẹp lắm này. Hôm qua thì ở cái tựa game đó là Horizon, chúng ta có thể thấy đó là cái nó có một cái đồ họa về ngoại cảnh rất là đẹp đúng không nào? Nó không tập trung quá nhiều vào cái phần xe cộ đua xe mà nó tập trung cho chúng ta có cái cảm giác ngắm cảnh rất là thích. Thì biết nhất có cái gì hấp dẫn hơn cái Horizon đây nhỉ? Ở đây thì mình thấy hình ảnh hơi mờ. Ồ, nhưng mà thiết kế rất là chi tiết. Tyler Morgan. Rồi, bắt đầu nét rồi đấy. Cũng giống game kia. Chúng ta sẽ đua bằng 4 phím, 4 phím chỉ hướng các bạn. Còn WASD là để nhìn trái nhìn phải thôi. Khá là hay đúng không nào? Có cảm giác là lái nó dễ hơn là cái game Horizon. Horizon mình lái thì mình thấy mình bị lạng liên tục. Đây có vẻ là mấy cái gì nhỉ? Cái intro khá là độc đáo của những tựa game đua xe ớt kìa. Thanh niên bay đâu ấy? Mãi trưởng vậy. Anh da đen. Xin MC Alistair. MC Alistair. Xe chất đấy. Chúng ta lái được con xe này. Phanh à, ấn spike à? Ừ, game này có vẻ đua sự đua là dễ hơn cái game Horizon các bạn ạ. Hiệu ứng rất là tuyệt. Nhân vật nào đây? Jessica Mueller. Nữ tay đua, ui giời, kiếp lạ ác nhờ. Ra là tua nhỉ? Ơ? Kẹt trong đây à? À đây, ra được rồi. Nó không có chế độ tua lại giống như là Horizon các bạn ạ. Mình sẽ thử xem có cái nút gì nữa không. Không có. Nó không có chế độ tua lại giống kiểu Horizon. Horizon chỉ cần ấn cái phím gì ấy nhỉ? Ấn phím D hay phím lùi ấy. Nó sẽ động tự động tua lại chúng ta. Ở game này drift khá dễ các bạn ạ. Không khó như Horizon. Lái rất là dễ. Độ lạng nó rất là thấp. Từ cái xe nhìn rất là đẹp. Không biết cơ chế nhiệm vụ của cái tựa game này như thế nào thôi. Chè. Nice moves. Don't expect that to work next time. Always one step ahead, buddy. Yeah, nhân vật nào đây? Ui, kìa. Lại một con xe siêu sang nữa. Nữ, chắc chắn là nữ. Chuẩn rồi. Lina Navro. It's dumb, Morgan. You'll be driving the prize. You and your crew better pull this off. See, what did I say? Lina Navarro is the best damn fixer in... Rồi, mình sẽ tua qua đi. À, đua tiếp rồi này. Chúng ta đã thay xe các bạn ơi. Cái này có cơ chế nhìn ngang khá là hay. Nhưng mình vẫn chưa quen lắm. Các bạn ấn phím A và D nhé. Ấn A là nhìn sang phải, nhìn sang trái à. D nhìn sang phải à. Nhưng mà mình chưa biết cái nút đổi đổi góc nhìn như nào. Ô, M là mở map rồi các bạn ơi.
chôn. Còn ship là nó phóng ga như vừa rồi. Còn nút gì đâu nhỉ? Không có nút nào đổi góc nhìn đâu. Ấn Q nhìn ra sau rồi. Horizon có đây chụp ảnh à? Không chụp ảnh đâu. Take snapshot. Effect SC acid. Yes. À, tím C nha các bạn. Ngọt đây rồi. Đổi góc nhìn. Đây góc nhìn này trông chất này. Ui à, drip. Bấm phanh nặng tay quá. Giờ thì mình lại thấy khó rồi đấy. Nó là giống kiểu Horizon ngày hôm qua rồi. Nó bị lạ quá các bạn ơi. Ui trời ơi, kiếp. Xịp. Tăng tốc vào. Đây, đoạn này lái khá là dễ. Quá trưởng. Đấy nào. Wow. Wow. Get the perfect ride, spec it as high as it'll go, and get myself into the ultimate race. That's what I'm talking about. Cái này phải tập drift mới quen đấy các bạn ạ. Ui dồi, chuyển sáng khó nhìn quá. Vô lý vậy. Better not do that when you're on the job, Tyler. Ai u. Kìa, tăng tốc mát à. Quên nào, điều khiển cái xe. Phanh quá là lại bị mất lái. Nhưng đường thôi. Cái này nếu các bạn bị mất lái thì các bạn nên đi lùi nhé các bạn. Thì thấy đi lùi nó dễ điều khiển hơn là đi tiến. Nhầm, phanh mà drift nhầm hướng. Drift nhầm hướng. Ơ kìa, nó cứ bị mất lái kiểu này ấy. Này, lại đi lùi dễ hơn nhá. Sau đó thì lúc tăng tốc thì các bạn nên chỉ đi thẳng thôi, chứ không nên vừa đi vừa cua. Nó bị mất lái ấy. Thanh niên vẫn đang bay ấy. Nắm quán ạ. Mình chú bay à? Cái đuổi kia thôi. Đợi đi. Rồi, đợi đi được rồi. Ui dồi, vất vả lắm. Thêm vật nữa đây à? Đâu đi nhỉ?
Cái nitrogen này nó phải mất một thời gian nó mới phôi lại được. Ah! Đại trưởng. Đấy, nó lên một mức rồi kìa. Bây giờ mình dí nó sẽ được lâu hơn. Ôi. 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 May mà không sao. Ôi, trời ơi, tích mãi đi, đồng đồng nitrogen đang định ship thì nó lại chuyển cảnh. What the fuck? Có thể thấy là cũng màu mè không hề kém với cả Horizon đúng không nào? Riêng đoạn intro đã dài ngoằng rồi. Chúng ta đã được trải nghiệm qua một chút về cái cơ chế lái xe trong cái tựa game này. Theo mình thấy thì nó không khó bằng cái game Horizon. Nhưng Horizon thì cái tỷ lệ mất lái của nó mình thấy nó cao hơn nhiều. Và sắp tới mình sẽ phải kiếm vài game giả lập lái xe để mà tập lái thôi. Như vậy chơi mấy game này nó sẽ dễ hơn. Uầy, xe tải à? Lại là xe siêu sang này. Mấy thanh niên này kiếm được mấy xe ngon rồi. Rồi, tua. Easy quá ấy. Khó chết đi được rồi. Ồ, được lái xe mới đấy các bạn ơi. Đua luôn. Càng đấy. Trời ơi. Nguyên kìa. Nguyên ai kìa. Nguyên kìa. Thanh niên Việt Nam trong game nữa. Trời ơi. Này quyết top 1. Ôi quyết. Không vui, không vui. Ui da, ui da, ui da, ui da, quả đầu rip lỗi quá. Đã quên tôi. Đã trái à? Come on. Ôi, nhầm hướng, nhầm hướng, nhầm hướng, nhìn nhầm hướng, nhìn nhầm hướng. Ôi, cái gì đấy? Cắn vậy. Ây. My fucking bad. Hướng này, được rồi. Lại nhầm đường thôi, trời ơi. Cái này đường nhìn khó quá. Ủa, công an. Meter cơm, meter cơm. Rồi, giờ lái phải mượt hơn. Kìa là dễ trái đúng không nhỉ? Anh. Và quệt linh tinh cả, tan nát cả siêu xe rồi. Ôi nhầm, nhìn không ra đường các bạn ơi. Ây à, sau khi hồi sinh phát con xe chúng ta lại mời cóng như cũ. Ngon đấy nhỉ. Đấy nào. Xôi, cớm kìa. Ui khiếp, anh cớm lái kinh vậy. Phải nó kèm rồi. Ghê vậy, đi được phát này full rút vậy. Đổi xe thôi. Thế nhở, con xe này khỏe nhở. Và một phát xe của anh cớm tăng luôn. Làm phát đúng không nào, làm phát đúng không. Ui, khiếp, con xe khỏe kinh khủng hơn đấy. Là dễ phải à, có cái bản đồ bên, có cái bản đồ bên trái mình không để ý à. Làm nãy giờ cứ đâm vào tường liên tục. Không thuộc map. Rồi, giờ đi thẳng. Cái gì cơ? Chú thích quẹt nhau á, chú thích quẹt nhau á. Không có tổ ấy. Căng nhờ. Ai ô.
got an idea. Tie jets, come to me. On my way. See you there. Cái lúc mà chúng ta đang tăng tốc này ấy, mà chúng ta điều chỉnh hướng ấy, kiểu gì cũng mất lái các bạn ạ. Ui hiệp mấy anh cớm. Lam phát. Lam phát thử lửa. Lam phát thử lửa. Ui, mình cũng đâm luôn vào tường. Căng nhỉ. Phải né. Được rồi. Hụp tung luôn. Ơ. Kinh vậy. Úi dồi. Đây là người về xe xịn rồi. Bờ. Sẽ đi đến đâu nhỉ? Đây à? Sao là dễ phải? Sao để drip một quả vườn mai à? Chắc phải luyện tập quá. drip chưa rồi. Hôm nay mình đang tính bo cua. Một góc vuông. Đây à? Ok. Được rồi. Xem ra vẫn còn. Sao vậy? Được rồi, thì có lẽ cũng đến đây nhá. Mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn cài đặt cái tựa game Need for Speed rồi. Lại đua tiếp à? Lái xe liên tục. Lái từ đầu game bây giờ luôn. Không nghỉ lúc nào à? Ui. Con xe này khỏe không kém thì con xe màu xanh nữa cả. Drip. Tokyo drip. Kinh không? Sỏi. Căng nhỉ? Cái thứ hoạt động có vẻ khá chân chu các bạn ạ. Được rồi, những bạn nào mà muốn trải nghiệm cái cảm giác khi mà làm nhân vật chính trong cái phim Fast and Furious, có lẽ các bạn nên chơi thử cái game Need for Speed Payback này. Đồ lăn nước. Ái không. Rồi, AT4 nào. Ôi, ở đây 90% cơ, rồi đi. Quá chiều vậy. Cứ tưởng nó chỉ có đoạn lát ban đầu thôi. Nó lại nặng như vậy. End tắc. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và trải nghiệm qua một chút về cái tựa game Need for Speed Payback. Chúc các bạn đã làm thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like và Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.